Rồi, hai xin chào cả nhà, rất vui gặp lại cả nhà trong video tiếp theo của Gốc Quê nha. Hiện tại em đang có mặt tại công viên Nguyễn Hữu Cảnh của huyện Chợ Mới nha cả nhà. Thì tỉnh An Giang, hôm nay sẽ review cho cả nhà một cái chị bán tàu hũ. Đó, tàu hũ muối tiêu rau găm nha. Đó, pate rất là ngon. Chị Diệu ạ. Chào chị. Chỗ này bán được chị Diệu? Được hả? Đó, đây là cái xe tàu hũ rau găm của chị nha cả nhà. Nhìn hấp dẫn lắm nha. Đó. Dạ, chị bán từ mấy giờ đến mấy giờ quên rồi ta? 12 giờ rưỡi là bán ở đây rồi. 12 giờ rưỡi là bán. Ở đây chị Diệu bán cái món này với cái loại nước chấm là thần thánh nha cả nhà. Đó, người ta đến đây là người ta rất thích ăn cái món nước chấm do chị chế biến nha. Đó. Thì một cây pate này là 5.000, miếng đậu hũ cũng 5.000. À, cái này bó đòn là không nó pate. Hôm nay thấy đổi điện thoại quay đẹp không? À, đẹp không? Cái gì mới là nó ngon hơn rồi cũ rồi. Đẹp hơn ha. Cái gì vậy? Sáng chinh luôn. Sáng chinh nó còn ngồi vậy, cũ nó sáng chinh. Đó, cái này là pate da ha. Cây là 10.000. Ở đây chị bán giá từ 5.000 đến 10.000 nha cả nhà. Bên phía xa xa bên kia là cái phần nước chấm thần thánh của chị nha. Có sắc không? Gì vậy gì? Ba tàu hũ vậy để tiệm mình ăn tiệm ăn chưa cho nó đi chắc hơn luôn, chắc luôn ha. Bốn hũ bốn mới đầu phải không? Bốn mới đầu, bốn mới đầu có không vậy? Đây chị bán ở trên một cái vỉa hè như thế này nè nha. Đó thì mọi người dắt chiều mua khá là nhiều nha mọi người. Ở đây chị bán đắt lắm, một ngày bán vài trăm miếng là chuyện bình thường nha. Nhờ cái phần nước chấm thần thánh này nè. Đó, cho quậy vậy nó chấm lên nha. Nó sệt sệt ngon lắm cả nhà. Đó. Mọi người đến đây là mua đậu hũ của chị là đều xin nước chấm thêm chứ nha. Tại vì nó quá ngon. Có người đợi mua thêm nữa. Vài ngày bán nhiêu miếng chị? Nó cũng vậy đó. Vậy ha, là 200 này 200 nọ ha. Hết thì về sớm, hết thì về trễ. Ở luôn ha. Miếng tàu hũ chị ở đây mình thấy là nó mềm, nó mọng, nước ngon lắm nha. Có đòn như vậy, nó không có bị khô, bị cứng đó nha. Khi ăn vào rất là ngon, mình hấp có cái độ nóng luôn á. Giờ mình đi chợ mới thì hay ghé chỗ chị ăn lắm nha. Ăn rất là bị ghiền luôn á. Ghiền vì quá ngon, như món nước chấm của chị nữa. Lúc gà mình có bị đuổi không chị ơi? Có. Vậy Diệu? Có chứ. À, ở đây nói chung là buôn bán trên cái vỉa hè này nó cũng khó cả nha. Lâu lâu thì bị người ta quản lý á, không có cho bán. Hấp dẫn nghe chưa?
đây thì ăn kèm thêm cái phần rau găm nha, đậu hũ với chả đòn hấp rau găm. Đó, nãy giờ quay giờ cũng thèm cả nhà. Nói chung là khi đi chợ mới này, này cả nào cũng phải ghé chị là ủng hộ một cây hai cây. Giờ mình sẽ kêu một cây chả đòn ha. Chả đòn mà mình kẹp và chan cái nước chấm thần thánh lên luôn nha. Lựa cây mập mập nha. Cây cá nóng nhiều. Đây cả nhà, một cây như thế này là chỉ có 5.000 thôi nha. Wow, quá nóng luôn á. Thích ăn tại chỗ nó nóng nhưng mà cầm thì hơi khó nha, quá nóng luôn. À, nóng. Xin miếng khăn giấy để lên được, quá cho nóng rồi. Đây là mình ăn cái gì, kẹp vô thế này nè, nó còn giữ cái nước chấm trong cái miếng đậu hũ á, nên nó rất là ngon. Còn một số người thì sắc ra rồi chan lên, nhưng mà mình thì lại ăn theo kiểu này nha. Rồi mời cả nhà ăn chả đòn nè, hấp rau găm. Quá ngon. Nóng quá nó bị nhiễu nè. Nóng quá cả nhà. Cái miếng chả đòn rất là nóng nha, nó dai, nóng quá cầm gung tay luôn á. Thứ hai là nó chấm chua chua ngọt ngọt, thêm cái ớt cay cay của chanh rồi ha. Rau găm thì nó thơm the the nữa. Ôi tuyệt vời. Nóng quá. Chán bột muối. Ở không là chị sẽ bột muối hả? Bột hoài. Bột từng nào hết thôi cả nhà. Không biết không? Nóng dễ mang không chị? Quay mạnh mạnh cho coi miếng nước chấm hàng thánh ra chị Diệu. Nó kẹo nó sệt ngon quá nha. Nó nhìn vô chỉ thấy tiêu nhiều nha, thật chất nó cũng không có cay không. Vậy em chỉ còn chở ớt vô nữa đó chứ. Hai thứ hả? Ăn ớt luôn nha. À, khách thì ghé liên tục nè. Chào đi chút. Khách luôn ha. Rồi nha cả nhà, nãy giờ cũng có review chỗ bán đậu hũ hấp muối tiêu rau găm của chị Diệu nằm ở công viên Nguyễn Hữu Cảnh của huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang nha. Thì cảm ơn cả nhà theo dõi video của quán quê, gốc quê chứ. Hẹn gặp lại cả nhà trong video sau.